công chúa thân phận thấp kém, đề xuất hợp đồng hôn nhân với công tước cao quý, lại không ngờ cuộc sống sau kết hôn lại ân ái ngọt ngào. Cô tên Vivian, là công chúa thứ 16 ít được yêu thương nhất, bắt đầu từ năm cô 12 tuổi, đã mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ cô của tuổi 19 bị ép bán cho một ông già. Mỗi ngày đều sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh, cô vốn tưởng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường, ai ngờ khi cô lớn lên, chuyện xảy ra trong mơ đều lần lượt thành sự thật, cô từng nghĩ đến chuyện hay là kiệt thực mà ra đi. Như thế có thể sẽ thoát khỏi số phận bi thảm này. Nhưng vài ngày sau lại hối hận, không chừng chết đói ở đây cũng chẳng ai biết. Thế rồi cô cởi bỏ bộ váy công chúa hoa lệ, đổi sang đồ của người hầu, dùng thân phận Lucia để chuẩn bị cho tuổi 19 sắp tới. Mà chuyện đến ngày hôm nay, dường như mọi người đều quên rằng ở trong cung còn có một cô công chúa thứ 16 nữa. Bởi vậy cô có thể tự do ra vào hoàng cung. Hôm nay là ngày công tước Taran trở về. Lucia bị đám đông trên đường ép cho dẹp lép, thấy người đàn ông cưỡi trên con chiến mã, trong đầu đột nhiên vụt lên một suy nghĩ. Nếu như là anh ta, nói không chừng có thể giải cứu bản thân khỏi số phận bị bán cho lão già đó. Công tước Taran là quý tộc cao quý nhất, được tôn xưng làm sư tử chiến trường, như một chiến thần thực thụ. Trong mơ khi cô và bá tước Medan kết hôn được 2 năm, thì có tin công tước kết hôn, mà vị hôn thê của anh ta không phải quý tộc, cũng không phải thiên kim nhà tài phiệt, mà lại một cô gái hàng xóm ngây thơ đáng yêu. Hơn nữa sau khi kết hôn cũng không lấy vợ bé, cũng không có tình nhân, mọi người sôi nổi bàn tán công tước đã chìm sâu vào bể tình. Nhưng chưa được bao lâu lại có tin, công tước Taran chỉ là cần một người vợ trên danh nghĩa thôi. Đã là vợ trên danh nghĩa, thì không phải là cô có thể ký hợp đồng hôn nhân ư? Mỗi người một mục đích, nhưng làm sao gặp được anh ta bây giờ? Lucia đột nhiên nghĩ tới tiệc chúc mừng tổ chức tối nay. Nhân vật chính là anh ta hẳn sẽ tới. Cô thay sang bộ váy diễm lệ duy nhất của mình, trốn trong góc mà thò đầu ra. Lucia vừa nhìn đã thấy trong đám người, công tước cao hơn hẳn một cái đầu, nhưng công tước bị các cô gái vây quanh, rõ là không thể tiếp cận. Lucia bị vẻ đẹp chói mắt của công tước làm si mê. Rồi 4 ngày liên tiếp qua đi, Lucia vẫn không nói chuyện được với công tước. Hôm nay là ngày cuối cùng của vũ hội, Lucia hạ quyết tâm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải bắt chuyện được với anh ta. Nhưng cô lại không biết rằng, 4 ngày trước công tước đã chú ý đến cô. Cô gái trốn trong góc trộm nhìn mình, ánh mắt tha thiết đó công tước chưa từng thấy bao giờ. Luôn cảm thấy cô có điều gì muốn nói với mình, nhưng cứ e dè không đến gần. Đến khi vũ hội kết thúc, cô gái vẫn không dám tiến đến bắt chuyện, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Công tước đã tham gia vũ hội 3 ngày liên tiếp, nhưng cô vẫn chỉ mặc đúng một chiếc váy, cứ đứng nhìn anh ta. Trời ạ, bao giờ cô ấy mới đến nói chuyện với anh đây? Mãi đến ngày cuối cùng của vũ hội, vẫn không thấy cô gái đến bắt chuyện, thế nên công tước giả vờ có việc rời đi sớm. Lucia lập tức túm cái váy lên, lộp cộp đuổi theo sau, đôi chân dài của người đàn ông chớp mắt đã không thấy rồi. Lucia vừa mới định mở miệng gọi, lại bị một cô nàng tóc vàng cắt ngang. Lucia chỉ đành trốn sau bụi cây, như con vật nhỏ ló đầu ra nghe trộm. Quả là không ngờ tới, cô lại nghe được một tin sốc. Tiểu thư Lauren và công tước Taran từng yêu nhau, tiểu thư Lauren đang bày tỏ tình cảm với công tước, không ngờ lời tỏ tình thật lòng của cô lại đổi lấy một đóa hồng vàng đại biểu cho sự chia tay. Cô gái khóc nói anh thật tàn nhẫn, ai mà biết không những không đổi được sự thương hoa tiếc ngọc của hắn, ngược lại toàn lời đắng cay. Tôi khuyên cô đừng tự mình đa tình nữa, trước giờ tôi chưa từng yêu ai, trừ khi ở trên giường. Tiểu thư Lauren tức phát khóc mà rời đi. Công tước mất kiên nhẫn mà thở dài, nói với con vật nhỏ đang nấp sau bụi rậm, đừng có trốn ở đó nghe trộm nữa. Lucia nguy rồi, bị phát hiện rồi, giờ chạy đi còn kịp không. Cuối cùng chỉ đành lớn gan đứng ra, cẩn thận nói mình không cố ý nghe trộm đâu. Thấy Lucia sợ quắn cả người, công tước cảm thấy cô giống như một con vật nhỏ, còn khá đáng yêu, nhưng anh vẫn bình thản như gió mây nói được thôi. Cô nhìn tôi 5 ngày rồi, lẽ nào có điều gì muốn tỏ bày chăng? Lucia bị vạch trần mặt đỏ dần lên, mãi hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói, tôi muốn cùng ngài ký một khế ước, vì để thoát khỏi số phận bi thảm bị bán cho lão già, cô định đề xuất hợp đồng hôn nhân với công tước, nhưng 5 ngày liền anh ta bị các cô gái vây quanh, không thể nào tiếp cận, lẽ nào anh ta không cần đi vệ sinh sao? Lucia sốt ruột dậm chân muốn lủng cản sàn, mà không biết nhất cử nhất động đều bị công tước nhìn thấy. Cô gái giống như con vật nhỏ, trốn một góc quan sát mình, nhưng cô đã nhìn 5 ngày rồi, còn chưa chịu sang bắt chuyện, thế nên công tước giả vờ bận mà đi trước, dẫn dụ con vật nhỏ ra ngoài. Thấy con vật nhỏ sợ hãi trước mắt, người đàn ông thấy cô càng dễ thương, nghe cô gái nói muốn ký hợp đồng với mình, còn bảo hợp đồng này sẽ thay đổi cuộc đời cô. Công tước yêu nhã khoanh tay trước ngực, nếu đã là hợp đồng quan trọng như vậy, có phải cũng nên giới thiệu bản thân trước không? Lucia lại bày tỏ giờ vẫn chưa thể nói được nội dung của hợp đồng và thân phận của cô. Công tước nhất thời cảm thấy mình bị trêu đùa, tốt của cô muốn sao? Nhưng cô gái chỉ dè dặt hỏi, tôi có thể đến phủ công tước không? Nhưng thời gian không thể xác định, không khí xung quanh chớp mắt đông đặc lại. Công tước ba máu sáu cơn, cô là cô gái đầu tiên dám để tôi phải đợi, dọa cho Lucia run lập cập, trong lòng gào thét đáng sợ quá. Nhưng cô vẫn giả vờ mạnh mẽ bày tỏ, hợp đồng này rất có lợi cho ngài, rất đáng để chờ đợi ạ. Lần đầu tiên có người không run sợ trước hắn, đúng là gan dạ, hy vọng cô nói được làm được, nhớ đừng có lừa tôi không phải người khoan dung độ lượng gì đâu. Nói xong công tước không thèm quay đầu cứ thế bỏ đi. Lucia thở phào nhẹ nhõm, nói cứ như thể anh ta khoan dung độ lượng lắm. Về đến nhà, cô nằm dài trên giường trằn trọc không ngủ nổi, nghĩ đến người đàn ông bạc bẽo với tình cũ như vậy.
Nếu như mình đề xuất hợp đồng hôn nhân với hắn thì có bị thủ tiêu không? Nghĩ đến đây Lucia thấy trầm cảm. Làm sao đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy run rồi, còn sợ hơn cả hôm không màng mưa gió đến tìm cha xin tiền. Cả đêm dầm mưa tìm bạn thân trợ giúp, bạn thân vừa nhìn đã thấy Lucia lòng đầy tâm sự, lập tức đưa cho cô một cốc cacao nóng. Nói đi, có tâm sự gì? Lucia do dự mãi mới âu sầu mở lời. Giả dụ có hai con đường cho cậu chọn, một là cuộc sống bình thường không có gì thay đổi, nhưng kết cục đã định ngập tràn đau thương, con đường còn lại không thể dự đoán tương lai, có khi còn kinh khủng hơn thế, cậu sẽ chọn thế nào? Không ngờ bạn thân quyết đoán chọn cược một ván, nói xong liền uống cạn cốc cacao nóng trong tay. Cuộc đời vốn không thể dự đoán, nếu biết một trong hai con đường là con đường khổ hạnh không lối về, thì thà chọn cái còn lại mà liều một phen. Nói xong Lemon khẳng khái nắm chặt nắm đấm, khiến cho Lucia bật cười. Cô quyết định sẽ vì cuộc đời mà liều một phen. Khi cô vừa mới đứng trước cửa phủ công tước, tự nhiên rén ngang, sao trong phủ to vậy mà chẳng có ai? Mình vừa tự vào liệu có bị bắt không, hay là để hôm khác đến vậy? Đúng vào lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, làm Lucia sợ phát khiếp. Người này cao thật đấy, trong mắt cô người đàn ông này cao như người khổng lồ vậy, khiến cho cô nhỏ bé đi trông thấy. Cô nhớ ra trong mơ từng nghe về người này, Louisa Cretin, trợ thủ đắc lực của công tước Taran. Lúc ấy Louisa Cretin cũng đang đánh giá Lucia, trông cô bé nhỏ thật đấy, trông có vẻ không phải quý tộc, lẽ nào là người bán rong? Nhưng khi nghe cô nói đến tìm công tước, lại còn có hẹn trước rồi, liền nhếch môi cười nhẹ, quay người đưa Lucia vào phủ. Sau khi tìm được đại nhân, như con cún con mà nhảy bổ đến, nhưng lại bị công tước đang làm việc lạnh lùng đẩy ra, biến sang chỗ khác chơi. Louisa nghe vậy, nghe hàm răng trắng ra nói bên ngoài có khách đến, ngài có muốn gặp không? Công tước vẫn giữ nguyên nét mặt, ta nhớ là hôm nay không có lịch gì mà. Louisa tiếc nuối bỏ ra bàn, người khách đó thú vị cực, trông thì rất bình thường, ăn mặc cũng bình thường, đến một người tùy tùng cũng không có, mà lại bảo mình xuất thân cao quý. Nói xong ánh mắt rạng rỡ nhìn công tước, lẽ nào ngài thật sự không muốn biết vì sao cô ấy đến tìm ngài sao? Công tước vẫn vùi đầu làm việc, nhưng nghe đến cô gái có hẹn với mình hôm tiệc chúc mừng, liền dứt khoát đứng phát dậy. Cô ấy ở đâu? Lucia ngồi một mình trong phòng khách, lo lắng tim đập bịch bịch bịch, giờ hối hận còn kịp không? Đúng vào lúc ấy công tước mặt lạnh xuất hiện trước cửa. Cô gái này vừa mới ngủ dậy, thấy thân đau nhức như bị người ta đánh 18 quyền. Càng khủng bố hơn là trên giường còn có người chồng hợp đồng của mình đang nằm ngủ. Cô gái bị dọa cho phát run lên, bởi vì trước khi kết hôn cô đã thề rằng tuyệt đối sẽ không tiếp xúc thân mật với hắn, nhưng không ngờ tối qua rượu say mất kiểm soát, trực tiếp vui vẻ với công tước cả một đêm dài. Lucia vội vàng xuống giường chuẩn bị chạy trốn, ai dè sức khỏe yếu kém, não bảo chạy đi nhưng hai chân lại không nghe lời, sau đó trực tiếng đùng một tiếng mà bị ngã khỏi giường. Do âm thanh quỳ xuống sàn quá lớn, đã thức tỉnh công tước đang ngủ ngon. Nhìn cô vợ nhỏ vừa sáng sớm đã quỳ cạnh giường, cam giam nói đau quá đi, sao lại có người thích làm lại chuyện này chứ? Công tước nghĩ tới thể lực bình thường của bản thân, đoán rằng tối qua đã mãnh liệt quá rồi, thế là bước nhanh tới ngồi xổm xuống bên cạnh vợ, cúi người ôm kiểu công chúa mà bế cô lên. Lucia bị dọa cho một trận, nhìn chiếc giường trống không, lại nhìn công tước đang ôm bản thân, trong lòng hét lớn, cô không còn mặt mũi nào nữa. Em không nhìn nhầm, là chồng em đang bế em đấy. Nghe được lời này, mặt Lucia đỏ lựng lên, cách xưng hô này cũng biến đổi nhanh quá rồi, tư thế ngủ của em rất nguy hiểm, chiếc giường lớn như này mà cũng rơi ra được. Cô vừa ngượng vừa giận, em chỉ muốn uống ngụm nước, vì chân nhũn ra nên mới bị ngã. Công tước nhẹ giọng thở dài, ôm cô vợ bé bỏng đi ngang qua căn phòng khách bừa bộn, rót một cốc nước đưa cho cô, cầm cho chắc đừng có như tối qua mà làm rơi vỡ cốc nữa nha. Lucia đã quên hết mọi chuyện, nếu như không phải lời nói của anh, cô sẽ chân trần mà bước qua trên sàn đầy mảnh thủy tinh vỡ. Nghĩ tới hành động to gan tối qua của bản thân, cô chỉ đành uống nước ừng ực để che đi sự xấu hổ này. Có thể đừng nhắc chuyện này nữa không? Công tước bế người lên trên giường để cô nghỉ ngơi một chút. Khoảnh khắc này Lucia cảm thấy cô với anh y hệt như một đôi phu thê ân ái, ma xui quỷ khiến mà giơ tay ra muốn xác nhận một chút đây có phải là thật hay không. Lúc sắp chạm tới khuôn mặt của công tước, nhìn thấy công tước đột nhiên trầm mặc lại, cô hoảng hốt giải thích mình không có ý gì khác, chỉ muốn giúp anh chỉnh lại tóc mà thôi. Lúc bốn mắt nhìn nhau, công tước đột nhiên áp xuống, cảnh sau đó không thể xem được đâu, thịt nhiều sẽ ngấy chết đấy, chúng ta trực tiếp bỏ qua bước này. Trước khi đi anh còn kiểm tra lại thân thể vợ một lần nữa, anh hối hận vì không khống chế được bản thân. Nhìn cô vợ nhỏ mệt như vậy, công tước cũng chỉ đành lùi lại thời gian xuất phát tới lãnh địa để cô nghỉ ngơi thêm một chút, hứa rằng đợi thân thể của cô khỏe lại rồi mới đi. Nhưng Lucia không thể ngờ được rằng sau khi cô lần nữa tỉnh dậy, công tước đã thất hứa rồi, phòng bào thai vừa ra đời đã quyết định sinh tử, em trai bán cho lính đáng thuê làm nô lệ, anh trai lại được coi như người kế thừa mà bồi dưỡng, chỉ vì cha của bọn họ cho rằng sau khi hai đứa trẻ lớn lên sẽ tranh đoạt tước vị mà tàn sát lẫn nhau. Nhưng cùng với dòng chảy của thời gian, cha lại cho rằng tính cách của anh trai quá yếu mềm, không thích hợp làm quân vương phương Bắc, mà em trai bị bán đi làm nô lệ lại tiếng tăm lẫy lừng. Thế là cha lại đưa ra một quyết định tàn khốc, để hai anh em hoán đổi thân phận, anh trai sống dưới thân phận em trai trở thành anh trai tiếp tục sống. Anh trai ngây thơ hồn nhiên tên là Helix, mỗi ngày đều dính lấy em trai Hugo, bởi vì tên của bọn họ rất giống nhau, cậu cảm thấy em trai chính là người thân nhất của mình. Nhưng Hugo bò từ địa ngục trở về, lại mỉa mai anh quá ngây thơ, tên của hai người họ phân biệt ý nghĩa đại biểu cho ác ma và ma quỷ. Nhưng anh trai lại không chút quan tâm, em trai muốn để anh trai ngốc nghếch này nhìn rõ hiện thực, giữa anh và tôi đã định trước sẽ có một người chết đi.
Biết không, anh trai trầm mặc một lúc, nói ra một câu khiến em trai vô cùng kinh ngạc. Anh sẽ bảo vệ em mà. Sau đó lại lập tức cười hi hi. Em cũng bảo vệ anh không phải là được rồi sao? Hugo từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, bị anh trai ngây thơ đánh động, thầm nghĩ nhất định sẽ không tranh làm người kế thừa với anh. Nhưng chuyện không như ý muốn, cha đã bí mật bán Helix đi rồi. Helix đơn thuần không biết đã trải qua chuyện gì, sau khi lớn lên quay về huyết tẩy phủ công tước, còn kết thúc luôn sinh mạng của bản thân. Hugo xuất ngoại đã thoát được một mạng, cũng chính là công tước bây giờ. Đao dài trong tay công tước nhuốm đầy máu tươi, đứng ở trong đại sảnh. Anh vừa giết hết tất cả mọi người ở đây, anh ghét nhất là bị người ta phản bội. Hoàng đế không dám giết anh, nhưng đám bá tước run rế còn con ở phương Bắc, thế mà muốn nhân lúc anh về hoàng thành, muốn hạ bệ anh khỏi tước vị nhà Taran. Tuy anh đã tắm mình trong máu của kẻ địch, nhưng hai thân phận cũng đã phản ánh ra con người thật của anh. Công tước thấp giọng nói mình mệt rồi, thế giới mà anh đang sinh sống quá mệt rồi. Cô gái đang lấy sách trong thư viện, phía sau thế mà lại có một người đàn ông dán sát lại. Một tay của người đàn ông đặt trên eo của cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông phía sau chặt chẽ dán lên trên lưng của cô. Cô gái căng thẳng đến hóa mắt chóng mặt, lại không dám to tiếng hô cứu, bởi vì người chồng mất tích hơn một tháng của cô quay về rồi. Lucia quay đầu lại nhìn công tước, liền nghĩ tới đêm tân hôn một tháng trước đó, bản thân bị lăn qua lăn lại cả một đêm, cô xấu hổ đến lục phủ ngũ tạng như muốn nhảy luôn ra khỏi họng. Nhận lấy sách rồi lập tức lùi tới giá sách sau lưng. Quả nhiên phu thê hợp đồng tiếp xúc với nhau thật là ngượng. Công tước rất không hài lòng trước thái độ phòng bị của cô vợ nhỏ, nhưng lại không muốn dọa cô sợ. Xin lỗi, về tới bây giờ mới tới đây gặp em. Không không sao, anh có nhất nhiều chuyện phải xử lý mà. Lucia ngại ngùng ôm quyển sách, không biết nói gì, thế là lắp ba lắp bắp nói lâu đài thật tráng lệ. Công tước cũng thử tạo không khí thoải mái. Em ở đây lâu rồi thì sẽ phát hiện, nơi thường đi cũng chỉ có mấy nơi mà thôi. Lucia cắn môi không biết nên tiếp lời ra sao, rất hối hận sao lại nói tới chủ đề lâu đài chứ. Chẳng lẽ phải luôn nói về chủ đề này sao? Nghe nói em ăn tối khá ít, đồ ăn không ngon à? Không phải, tay nghề của đầu bếp rất tốt, chỉ là hôm nay ăn hơi ít mà thôi. Là ai chọc em giận à? Ngữ khí hỏi của công tước rất chậm rãi, nhưng tốc độ trả lời của Lucia lại nhanh đến dọa người. Không có, mọi người đều đối xử với em rất tốt. Thấy chủ đề nói càng nói càng mất kiểm soát, Lucia bèn ngậm miệng lại không nói tiếp nữa, dính chặt lại vào trên giá sách nhìn xuống mặt đất. Công tước nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ, đột nhiên cầm lon tóc của cô lên hít lấy hít để. Nhìn anh này, nghe vậy Lucia cẩn thận ngẩng đầu lên, nỗ lực tập trung chú ý lên trên người của anh. Lúc ở cùng với anh em thấy không thoải mái sao? Nghe thấy lời này, Lucia lập tức lớn tiếng phản bác. Không phải, em không có cảm thấy không thoải mái, chỉ là có chút lo lắng. Dù gì chúng ta cũng một tháng không gặp nhau rồi, em đang oán trách anh. Một tháng không tới gặp em sao? Mặt của Lucia bị nướng tới đỏ lựng, to tiếng hô lên. Không phải đâu, ông tước hớn hở cười thành tiếng. Không phải đâu, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Anh quay về vẫn luôn khắc chế bản thân không được gặp cô, chỉ muốn xác nhận một chuyện, nhưng trước mắt xem ra hình như hiệu quả không tốt lắm. Người đàn ông vừa về nhà đã đè vợ trong phòng sách, còn khiến cô ý loại tình mê, đến ngay cả đi vài bước vào phòng ngủ cũng không muốn đợi. Chỉ vì vừa qua đêm tân hôn anh đã đi chiến trường, một tháng không được ôm ấp với vợ, trong lòng và thân thể đều toàn nghĩ về cô. Anh đặt vợ lên trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh muốn có được cô, bây giờ, chính nơi đây. Sau đó áp người lên. Đợi một chút, Lucia thở gấp mà hô lên thành tiếng. Đây là phòng sách, nhưng công tước không quan tâm mà vẫn tiếp tục làm. Em nói là đợi một chút mà. Cô rất sợ hãi, nỗi ám ảnh đêm tân hôn khiến cô rất đau đớn. Đi tắm trước đã, anh đã tắm xong rồi. Lucia tức tốc đan chéo tay trước ngực mình. Em nói là em đi tắm, nhưng công tước lại không để ý. Bây giờ anh không muốn đợi thêm giây nào nữa. Không sao, Lucia mắt long lanh nước đáng thương xin công tước. Xin anh đấy, Hugo. Công tước trầm mặc nhìn một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nắm lấy tay cô đứng dậy. Lucia có được tự do bèn túm chặt váy lại, sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà chạy ra khỏi phòng sách. Nhìn cô vợ nhỏ chạy trốn như một con thỏ, công tước cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Anh nghĩ không thông, sao nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của vợ, anh lại thấy mềm lòng. Dựa theo kế hoạch bây giờ anh nên ở chiến địa, nhưng anh thế mà lại hủy bỏ hành trình dài hơn nửa năm, vội vã quay về đây gặp cô, chỉ vì mỗi buổi tối trước mắt của anh thường xuyên xuất hiện bóng hình của Lucia. Cái ảo ảnh này vẫn luôn giày vò anh, cho dù thân thể bùng cháy cả một tháng cũng không nghĩ tới việc tìm người phụ nữ khác. Anh rất không muốn bản thân nhớ tới cô, nhưng lại không thể làm được. Trước nay luôn ngăn cấm người ngoài tiến vào phòng sách, hình như nghe nói cô đang ở trong phòng sách, anh cũng chẳng thấy tức giận. Ngược lại, khoảnh khắc nhìn thấy Lucia, anh liền không khống chế được thân thể của mình, muốn được ôm lấy cô ngay lập tức. Đây là chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới trước khi kết hôn. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào chứ? Hình như tất cả đều bắt đầu từ hôm cô cầu hôn đó. Cô chính là biến số duy nhất trong cuộc đời của anh. Lúc này quản gia gõ cửa bước vào, cậu ta cẩn thận quan sát biểu cảm của công tước. Vẫn may công tước không tức giận. Cậu nhìn thấy phu nhân vội vàng chạy về phòng ngủ, còn tưởng rằng bị công tước mắng rồi. Công tước hỏi cậu có cái nhìn như nào đối với Lucia, nhưng khiến anh không ngờ là mặt than như công tước đây, thế mà lại có thể cười tới ngây ngốc như này. Từ sau khi phu nhân tới, phủ công tước từ khí âm trầm đã bắt đầu trở nên tràn đầy sức sống. Nghe Jerome thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ mà khen Lucia, sắc mặt công tước đáng sợ khó coi. Tuổi còn trẻ còn rất biết thao túng tâm lý người khác, đến ngay cả quản gia cũng bị cô mua chuộc luôn rồi. Không biết công tước là đang vui hay đang giận, mọi chuyện đã chạy ra khỏi phương hướng mà anh không thể khống chế được. Cô gái vì để có thể kết hôn với công tước đã nói mình không quan tâm tới anh có người phụ nữ khác bên ngoài, càng không để tâm công tước có ly hôn mình không.
Điều khó hiểu hơn là cô còn tuyên bố chân thành, bảo đảm mình sẽ không yêu công tước. Công tước nghe vậy đôi mắt trợn to như quả trứng gà. Sau khi não lốt kịp thì không nhịn được cười. Lucia không thể hiểu nổi, chuyện này thì có gì đáng cười. Sau khi thấy công tước bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn chưa trả lời mình, Lucia rất thất vọng chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng lúc này công tước lại gọi cô lại. Đột nhiên công tước xuất hiện trước mặt cô, nâng cằm của cô. Sau đó lại gần Lucia. Hóa ra công tước chỉ muốn thử cô thôi, xem nếu như kết hôn, khi hai người tiếp xúc thân mật Lucia có phản kháng không. Ấy Lucia không có phản ứng, công tước mới đóng cửa rồi đi, và nói sẽ sắp xếp xe ngựa đưa cô về. Lucia bị hành vi bất ngờ của công tước làm cho đầu óc trống rỗng. Sau khi công tước đi thì cô mới hoàn hồn, ngượng đỏ cả mặt, sau đó thì vì chân run, ngồi gục xuống đất, cô ôm mặt xấu hổ. Cô đã quên mất đây là điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Còn một nơi khác, công tước đang làm hợp đồng hôn nhân. Tuy anh cho rằng thứ này không có ý nghĩa gì, nhưng để tên tiểu tử đó kế thừa tước vị của mình thì anh buộc phải kết hôn. Nói đến kết hôn thì anh lại nhớ lại vẻ mặt chân thành cùng với bộ dạng ngại ngùng sau khi bị hôn, khiến công tước cười như một kẻ ngốc. Anh cảm thấy thực ra Lucia cũng khá là đáng yêu, hơn nữa điều khoản mà cô nói cũng không có tổn thất gì cho mình. Nhưng trước tiên anh cần phải điều tra triệt để thân phận của Lucia, cho nên gọi thuộc hạ Pabia kêu anh ta đi điều tra Lucia. Một tháng sau, Pabia mang đến vẻn vẹn vài tờ hồ sơ về thân phận của Lucia cho công tước. Sau khi công tước xem xong hồ sơ cũng có chút thắc mắc, tại sao lại ít như thế này. Mọi khi Pabia làm việc rất chu đáo, còn ở trên hồ sơ cái đáng tin nhất cũng chỉ có thân phận công chúa của cô, nhưng tuần nào cũng đóng giả thị nữ ra ngoài cung một lần. Công tước nghĩ một lúc, hôm nay chính là ngày Lucia ra ngoài cung, cho nên anh kêu Pabia đón cô đến đây. Pabia tìm thấy Lucia và đưa cô về phủ công tước. Pabia bẩm báo với công tước đã đón được công chúa, nhưng công tước lại quan tâm việc cô có do dự không. Khi biết được Lucia không hề do dự, hơn nữa đến đây một mình, công tước lộ ra một nụ cười gian xảo. Anh cho rằng Lucia đúng là to gan, tại dám một mình đến đây. Và lúc này Lucia đang ung dung ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm. Mùi vị vừa giòn vừa ngọt này khiến Lucia khen quản gia hết lời, thốt lên rằng ngon quá đi. Quản gia cũng cạn lời, anh ta chưa từng thấy có người đến nhà công tước còn có thể ung dung như vậy. Lucia cảm thấy nếu như có thể trở thành phu nhân công tước, ngày nào cũng có thể ăn điểm tâm và hồng trà ngon như vậy, thì đúng là không có gì sướng bằng. Lúc này giọng của công tước vang lên, anh kêu quản gia ra ngoài trước. Nhưng Lucia lại rất là căng thẳng, vì cô vừa cắm một miếng điểm tâm rất to ở trước mặt công tước. Lucia đành phải che miệng cố hết sức nhai, hy vọng có thể mau nuốt vào bụng. Nhưng lúc này đã xảy ra sự cố, cô đã bị nghẹn, cho nên lại vội vàng lấy cốc hồng trà nóng ở trên bàn lên tu hết sạch trong nước mắt. Còn công tước thì cạn cả lời, im lặng nhìn cô. Mặt của Lucia dần trở nên hồng hào, cô cảm thấy xấu hổ quá đi. Sau khi uống xong hồng trà, cuối cùng Lucia cũng nuốt được. Công tước nhìn Lucia thở dài một tiếng, anh đưa khế ước hôn nhân cho Lucia, kêu cô ký tên lên hai bản khế ước này. Lucia nhìn một cái, một bản là cam kết từ bỏ quyền nuôi con, một bản là đồng ý nhập tịch. Nhưng lúc này Lucia bắt đầu quan sát Lucia, anh cho rằng tuy Lucia tướng mạo không có gì nổi bật, body cũng rất bình thường, nhưng màu mắt lại rất là đặc biệt, như là bí ngô vậy. Nhưng sau khi Lucia xem xong thì phát hiện những điều khoản kết hôn mà lần trước cô nói đều không có trên này. Lucia hỏi công tước tại sao không thêm vào, chẳng nhẽ anh không muốn nuôi tiểu tam tử tứ tiểu n sao? Nếu như em làm phiền đến anh, nếu như em yêu anh thì cũng không sao à? Công tước mặt nổi gân xanh cạn cả lời, đành phải hứa miệng. Sau khi có được lời hứa của công tước, Lucia cầm bút lên định ký tên luôn. Lúc này công tước lại ngồi dậy, điều khoản của anh xong rồi, chẳng nhẽ em không có điều khoản gì à? Lucia ngơ ngác có chút thắc mắc, chẳng nhẽ em có thể có điều khoản riêng à? Cô hỏi đi hỏi lại công tước. Công tước có chút chán rồi, kêu cô hôm nay mà không ký tên thì sau này không có cửa đâu. Lucia suy nghĩ một lúc, cô muốn hỏi công tước câu hỏi cuối cùng, tại sao anh không chịu chấp nhận tình yêu của bạn gái? Câu hỏi này khiến công tước im lặng. Lucia thấy công tước không có phản ứng gì, cô bắt đầu tự suy diễn, chẳng nhẽ là công tước từng cầu hôn nhưng bị từ chối, mình đã khiến anh ấy nhớ lại quá khứ đau buồn. Nghĩ đến đây, Lucia dùng tay bịt miệng có chút đứng ngồi không yên. Nếu như đúng là vậy thì anh ấy có hủy kèo không? Công tước chán chả buồn nói, anh không biết cái bộ óc vĩ đại của Lucia lại đang nghĩ cái gì. Hóa ra công tước chỉ là vì lần đầu tiên có người hỏi mình như vậy, cho nên cảm thấy chán. Chỉ là anh cảm thấy con gái rất phiền phức thôi, suốt ngày muốn có được đáp án. Lucia trợn trắng mắt, quả nhiên là mình đã nghĩ quá nhiều. Hóa ra anh ấy chỉ là ích kỷ thôi. Lucia cho rằng chỉ có đợi đến khi công tước bị người mình yêu làm tổn thương thì mới tỉnh ngộ được. Công tước kêu Lucia thêm đại hai điều khoản kết hôn, nhưng Lucia không cần tiền bạc, cũng không cần địa vị, cô chỉ cần công tước đồng ý, không có cử chỉ thân mật với mình. Điều thứ hai là cô cho rằng yêu một người là cái không thể kiểm soát được, cho nên nếu như mình không kiên trì được, hy vọng công tước có thể tặng mình hoa hồng vàng đại diện cho chia tay. Nhưng công tước lại khinh bỉ, anh cho rằng điều khoản này quá đơn giản, kêu Lucia nghĩ điều khoản nào hiện thực tí. Lucia suy nghĩ một lúc, nếu như mình trở thành phu nhân công tước thì cũng không cần lo trang trải cuộc sống,
ngoài ra thì hình như mình cũng không cần dùng tiền vào việc khác. Công tước Hạn hán lời, một công chúa cao quý lại chỉ quan tâm ăn mặc và nơi ở. Rất muốn biết trong đầu của Lucia chứa cái gì, mới 18 tuổi mà cứ như sống đã hơn nửa đời người rồi. Lucia lộ ra nụ cười ngây thơ, cô cho rằng hai yêu cầu của mình không hề quá đáng. Nhưng công tước lại cho rằng đây không chỉ là không quá đáng, mà còn đơn giản đến nực cười, cho nên đã đồng ý luôn điều khoản kết hôn của Lucia. Sau khi Lucia ký tên xong, công tước hỏi Lucia có cần công chứng không? Đôi mắt của Lucia lấp lánh, nói là không cần. Khế ước đã xong, Lucia chính thức trở thành vị hôn thê của công tước. Công tước kêu cô về cung trước khi trời tối, còn dùng giọng điệu như ra lệnh kêu cô từ nay không được giả làm thị nữ ra ngoài cung. Lucia đần mặt ra, cô không hiểu tại sao công tước lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu ra lệnh. Cô đã dùng chiêu 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng công tước lại nói, anh nói chuyện với người của mình đều không khách khí. Lucia nghe vậy mặt có chút đỏ, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, từ lúc nào mà em thành người của anh vậy, vẫn còn chưa chắc là sẽ kết hôn mà. Công tước nói với cô, truyền thống của gia tộc Taran không có ly hôn, càng không có hủy hôn. Lucia có chút mơ màng, cảm thấy rất đáng sợ, nhưng Lucia vẫn có một vấn đề, cô không hiểu, tại sao anh lại không khách khí với vị hôn thê của mình. Nhưng công tước lại nói chỉ là do mình thích vậy. Lucia nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, mới đầu cảm thấy công tước rất đáng sợ, sau đó lại cho rằng anh là một công tử lăng nhăng. Cô không biết tính cách thật của công tước là như thế nào. Cô cảm thấy có chút bất an, quả nhiên công tước lại nhắc đến chuyện Lucia không được tùy tiện ra khỏi cung. Lucia có chút lúng túng, cô không biết phải thuyết phục công tước kiểu gì, vì cô muốn trước khi kết hôn, gặp bạn tốt của mình ở ngoài cung là Norman. Lúc này công tước nói với cô, hóa ra anh không cho Lucia ra khỏi cung, là vì họ bí mật đính hôn, không muốn bị người khác biết. Chứ không phải cả đời không cho cô ra khỏi cung. Lucia lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng, ý của anh là sau khi kết hôn thì được ra khỏi cung đúng không? Công tước bị pha trở mặt đột ngột của Lucia làm cho giật mình. Nhưng anh dặn Lucia không được tiết lộ khế ước kết hôn. Lucia liền tiếp lời, tất nhiên rồi, không ngờ anh lại thoáng như vậy. Công tước cạn lời thêm lần nữa, rõ ràng lần trước em còn nói anh hẹp hòi, là người trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, công chúa điện hạ thân phận cao quý, lại phải đích thân giặt quần áo. Chớ trêu hơn là cảnh này đúng lúc bị công tước nhìn thấy. Từ khi đính hôn với công tước, Lucia cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, cho nên muốn đi giặt quần áo để giết thời gian. Cô mặc váy đứng trong chậu giặt, dẫm một cách vui vẻ. Quả nhiên kiếm tí việc làm tốt hơn nhiều so với tự kỷ một mình. Lúc này có một nữ quan phát hiện Lucia. Lucia không hiểu tại sao nữ quan lại đến cung của mình, nhưng nữ quan đó lại tưởng cô chỉ là một thị nữ, còn hỏi cô rằng công chúa có ở đây không. Lucia nghe vậy ngơ cả người với cách ăn mặc của mình, chắc có nói cũng chả ai tin mình là công chúa đâu. Thấy Lucia đứng đó không trả lời mình, cô ta bắt đầu chất vấn, cô bị câm sao, có khách quý đến bái kiến công chúa điện hạ còn không mau dẫn đường. Lucia thắc mắc mình chỉ là một công chúa không được coi trọng, sao lại có người đến tìm mình được, có khi nào là bị nhầm không. Lúc này công tước đã xuất hiện, anh nhìn vào Lucia, công chúa điện hạ, sở thích của em thật đặc biệt đó. Lucia giật cả mình, tiếp đó công tước lại quát mắng nữ quan, là thị nữ trong hoàng cung lại không biết công chúa, chán sống rồi hả. Lucia choáng luôn, cô không biết tại sao công tước lại đến cung của mình, cũng không biết anh đến làm gì. Công tước kêu Lucia ra khỏi chậu giặt rồi nói, giờ Lucia mới nhận ra, mình vẫn đứng trong chậu giặt, mặt trở nên đỏ bừng, lúc mà cô bước ra khỏi chậu giặt, thì vấp phải thành chậu. Dầm một tiếng, Lucia đã hành lễ long trọng với công tước. Lucia suy sụp luôn, xấu hổ chết đi được, quan trọng hơn là vừa nãy vấp phải chân, bây giờ nằm dưới đất không dậy nổi. Lúc này công tước giơ tay ra, Lucia ngỡ ngàng nhìn vào công tước, sau đó nắm lấy tay để công tước kéo lên, nhưng công tước phát hiện, lúc này Lucia vẫn đang đi chân đất, cho nên cúi người xuống muốn bế Lucia lên. Công tước đột nhiên cúi người lại gần mình, khiến Lucia giật cả mình, mặt nóng như lò nung, tiếp đó công tước đã bế cô lên. Hành động bất ngờ này khiến Lucia hét lên một tiếng. Lucia nhắc nhở công tước, em sẽ làm ướt quần áo của anh đó. Nhưng công tước không thể ngó ngàng đến lời của Lucia, bế cô đi thẳng vào trong cung điện. Lucia nhắm chặt hai mắt, tim đập thình thịch, gần nhau quá rồi. Nhưng công tước nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Lucia thì bật cười. Sau khi về cung, công tước bỏ Lucia xuống. Lúc này các thị nữ lập tức đi lên chuẩn bị thay quần áo cho cô. Lucia cạn cả lời, trở mặt nhanh như trở bàn tay, rõ ràng vừa nãy còn chả nhận ra mình, khi công tước đến thì lập tức xuất hiện. Sau khi thay xong quần áo, Lucia đến trước mặt công tước, nhìn thấy trà mà thị nữ đã pha sẵn, cô không biết trà cao cấp như thế này kiếm đâu ra, trong cung của mình làm gì có loại trà ngon như vậy. Cô lén lút nhìn công tước một cái, sau đó lắc cốc trà trong tay, trong lòng cảm thán rằng mình đã quá lâu không được uống trà mà thị nữ pha rồi. Công tước nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cô, kêu Lucia đuổi nữ quan đó đi, đổi một nữ quan mà mình tin tưởng được. Lúc này Lucia do dự một lúc, sau đó lắp ba lắp bắp nói với công tước, em không có thị nữ. Công tước ngơ một lúc, sau đó mời Lucia ra ngoài đi dạo. Anh chồng công tước từ chiến trường trở về, đứng gần gũi với vợ, nghe đồn những người từ chiến trường về rất đáng sợ. Cô vợ mới cưới có chút hoảng sợ, hiu thương cô vợ yếu đuối của mình, nên cố kìm lại dục vọng,
định chỉ cùng cô ngủ một giấc. Không ngờ Lucia lại cựa quậy trong lòng, không biết đã vô tình gợi lên ngọn lửa vừa mới dịu đi trong chồng. Vợ yêu, ta muốn ôm em, nhưng Lucia không muốn ôm, cho rằng hắn có ý đồ khác. Ban đầu Hugh đúng là chỉ muốn ôm thật, nhưng vợ yêu phòng bị quá lợi hại. Hắn hơi đau lòng, một tháng trời không gặp mặt, chẳng lẽ vợ không muốn ôm hắn sao? Tuy nói đêm tân hôn quả thực đã để cho cô ấn tượng hơi xấu, khiến cô sợ tới mức này đây, nhưng lần này nhất định khác. Hugh đã biết thân thể vợ yêu yếu ớt, nên cần phải dịu dàng. Thế là hắn ngỏ lời muốn thân mật, ngã ở chỗ nào thì đứng lên từ chính chỗ đó. Vivian à, lần này tuyệt đối sẽ không giống lần trước. Ta không tin, lần trước ngài cũng lừa ta y như vậy. Ta không lừa em. Hugh nắm lấy tay của Lucia, đáng thương khẩn cầu vợ, hãy cho ta một cơ hội vãn hồi nhé. Lucia không khống chế được mình cắn cắn môi, sau đó chợt bật cười. Hugh có chút phiền não, phải biết từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn khẩn cầu một nữ nhân, thế mà còn bị vợ cười nhạo. Lucia yên lặng nhìn công tước, người đàn ông này thực sự muốn cô. Thực ra lúc hắn dỗ dành, cô đã không còn căng thẳng rồi. Vậy xem biểu hiện hôm nay của ngài, cảnh phía sau rất hấp dẫn, nhưng dĩ nhiên còn lâu mới cho xem nha. Lần tiếp theo Lucia tỉnh dậy thì phát hiện mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mất rồi. Cô có chút ngớ người, tối qua cô ngủ thiếp đi lúc nào vậy? Phát hiện ra hơi ấm của vòng ôm từ đằng sau, Lucia cẩn thận muốn nhấc cánh tay hắn ra khỏi người, nhưng lại thấy cánh tay trên eo cô ôm chặt hơn, kéo cô lại vào trong vòng ôm của mình. Lucia không kìm được kêu khẽ một tiếng, ngài công tước, gọi tên. Hugh bất mãn nghiêng người, không cho phép vợ gọi mình là ngài công tước. À thì, Hugh buông ta ra, ta không muốn. Sau đó vừa dứt lời này, Lucia liền hoảng sợ kêu lên. Bây giờ là sáng rồi, nhưng sự phản đối của cô vô hiệu. Quả nhiên lời đàn ông lúc ở trên giường, không thể tin được mà. Một lúc lâu sau, Lucia mệt tới mức ngủ say sưa. Hugh được ăn no xong thì yên lặng ngắm vợ yêu của mình. Hắn không hiểu nổi mình bị nhiễm ma lực gì, mà chỉ muốn tới gần cô, muốn bắt nạt cô. Thân thể thỏ trắng trong lòng như có độc, được thử một lần là sẽ nghiện. Hugh cho rằng bản thân bị điên mất rồi. Sau đó hắn lại ôm lấy cô thật chặt cùng ngủ tiếp. Công tước đại nhân chìm vào bể tình rồi, mức độ chiều chuộng vợ ngày càng lớn, chỉ khổ cho Lucia mà thôi. Mỗi buổi tối bị bắt nạt tới khóc, ban ngày trải qua cuộc sống nhàn nhã. Ban đầu cô rất phản đối chuyện cả đêm không ngủ, ban ngày không thức này, nhưng Hugh dùng thời gian một tháng dạy cho cô biết thế nào là vui vẻ. Tuy rằng rất mệt, nhưng cô cũng không ghét. Hugh mặc kệ ban ngày bận rộn thế nào, tối đều sẽ cùng ở bên ăn tối với vợ yêu. Nhưng còn chưa đủ, hắn thấy vợ rất đáng thương, một mình gả tới phương Bắc xa xôi, quốc vương chắc chắn không cho cô hồi môn, vì thế giao ngân sách của phủ công tước cho vợ mình. Ngân sách gia đình bên trong hắn đặc biệt thiết lập lại. Nhìn ngân sách bao nhiêu số không đằng sau, Lucia hạnh phúc không dám tin. Trong giới quý tộc, nếu người chồng hài lòng về vợ, thì ngân sách chi ra có thể gấp mấy lần bình thường. Và trái lại, nếu chồng không hài lòng, sẽ cắt bớt ngân sách mang cho vợ mình. Lucia có niềm tin sẽ sắp xếp ổn thỏa cho phủ công tước. Cô sẽ bắt đầu từ hoa viên đầu tiên. Tới tối công tước về tới nhà nghe vậy thì rất kinh ngạc. Vợ hắn có ý định muốn dọn dẹp sắp xếp hoa viên sao? Tiêu dịu dàng ôm vợ vào lòng đồng ý không chút do dự. Hoa viên vốn là nơi thuộc về nữ chủ nhân, em muốn làm gì cũng được hết. Lucia lập tức kích động chia sẻ với hắn suy nghĩ của cô, đồng thời bày tỏ hơi lo lắng, vì như thế người ra vào sẽ nhiều, công tước liệu có không vui không? Hugh nhẹ nhàng an ủi cô, em là vợ của ta, muốn làm gì cũng được hết. Lucia ngẩn ngơ nhìn Hugh trước mặt mình, cô muốn thử xem ở phủ công tước mình có bao nhiêu quyền. Em không biết mình có thể quyết định những gì, không thể quyết những gì, em có bao nhiêu quyền quyết định? Lucia thấp thỏm bất an nhìn về phía người đàn ông, vậy em muốn bao nhiêu? Hugh nhẹ tay kéo một cái, dễ dàng ôm cô vào lòng mình, đầy mong chờ xem từ miệng nhỏ của cô có thể nói ra những gì. Còn hắn đã ngầm quyết tâm, chỉ cần tất cả nằm trong phạm vi năng lực của bản thân, hắn đều sẽ đồng ý. Không ngờ điều kiện Lucia đưa ra rất đơn giản, cô chỉ muốn được làm một nữ chủ nhân nhà công tước tiêu chuẩn. Em cần một giáo viên sao? Đáng ghét, đáng lẽ mình phải đoán ra sớm mới đúng. Hugh tức giận tự trách chính mình, vợ từ nhỏ đã không được yêu thương, nhất định sẽ không có ai dạy cô, mắt thấy trong phủ cũng không có cô giáo nào thích hợp. Hugh đồng ý sẽ giúp cô tìm giáo viên bên ngoài. Lucia lập tức lộ ra nụ cười sán lạn nhìn thấy cô cười. Hugh cũng không kìm được chợt gương khóe miệng, nụ cười của cô ấy đơn thuần như một đứa trẻ vậy, đang mê hoặc hắn ư? Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô hắn đều nảy ra ý đồ xấu. Giống như lúc này vậy, Hugh thầm mắng bản thân háo sắc, vì thế tận lực đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Bên này vừa xong xuôi, chúng ta sẽ trở về hoàng thành định cư. Lucia nghe tới đây không khỏi sửng sốt, bởi sang năm thái tử cũng là anh trai cô sẽ kế thừa ngai vàng. Như vậy ngày tháng tươi đẹp cũng kết thúc từ đây rồi. Công tước Hugh cũng sẽ gặp được người vợ kiếp trước. Nhớ lại quan hệ của hai người họ ở kiếp trước, Lucia không chắc lời đồn khi đó có phải thật hay không. Dù sao Hugh cũng chưa từng nói với bên ngoài là không yêu người ấy. Giả sử tin đồn là giả thì sao? Có thể họ yêu đối phương rất sâu đậm. Lucia cảm thấy rất buồn, cô vì thay đổi vận mệnh mà ích kỷ chia rẽ duyên phận của hai người họ. Hôm sau, Hugh mời tới phu nhân bá tước Cóc sang tới phủ để làm cô giáo cho Lucia. Lucia nhất thời thấy hơi căng thẳng, lo lắng hỏi bản thân có cần chuẩn bị gì không. Hugh cũng không trêu cô, mà kể về những sự tích an dũng của phu nhân Cóc sang cho Lucia nghe trước. Lucia không khỏi cảm thán đối phương nhất định rất khó mời. Ai ngờ vừa mới dứt lời, mấy hạ nhân đứng xung quanh bất ngờ lui xuống hết lượt, mà ông chồng của cô vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng.
Bây giờ không có ai mới bắt đầu khoe công, do chồng em lợi hại nên mới mời được bà ấy đến đó. Lucia nhìn anh chồng của mình, đột nhiên cảm thấy hắn cứ như đang đòi thưởng vậy. Thế là ngây ngốc nói cảm ơn. Có điều rõ ràng là Hugh không hài lòng, cô bất đắc dĩ đành phải đứng dậy, chuẩn bị cho hắn một cái chạm môi cảm ơn. Vừa tới gần, đã bất ngờ bị hắn đảo khách thành chủ. Công tước lại muốn thân mật với vợ rồi. Không cần biết đây là nơi nào, đều lúc nào cũng nổi lên tà tâm với cô vợ đáng yêu. Cơm mới ăn một nửa, đã ôm cô lên bàn thế này rồi đây. Lucia xấu hổ lập tức đẩy hắn ra xa, không cho làm chuyện đó ở nơi ăn cơm. Vậy nơi khác thì được chứ, hoa viên hay hành lang? Lucia không tưởng tượng nổi nhìn hắn, sao dám to gan không biết xấu hổ vậy chứ. Lập tức đỏ mặt lớn tiếng kháng nghị hắn, sẽ có người nhìn thấy. Không cần lo, ta đuổi hết người ra khỏi dinh thự là được. Lucia ngây ngô bị hắn chặn miệng không biết nói tiếp thế nào, còn thực sự rơi vào trầm tư. Nếu ai cũng không biết vậy thì cũng được nhỉ. Nhìn vợ yêu suy nghĩ nghiêm túc như vậy, Hugh có chút kinh ngạc. Cô bé này đang nghiêm túc suy nghĩ thật đấy à? Vợ yêu ngây ngô đúng là dễ bị lừa mà. Lucia nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không được, Hugh chỉ có thể nhắm mắt cảnh cáo mình không được làm bừa. Nếu vợ đáng yêu đã không đồng ý vậy thì thôi bỏ qua vậy. Đi nào, ra hoa viên tản bộ với ta. Điều này lại khiến Lucia vui vẻ ngoài ý muốn. Hai người đi ra ngoài hoa viên, Lucia đầy niềm tin sẽ cải tạo hoa viên này thật đẹp thật tốt, nhưng đồng thời lại sợ mình suy nghĩ quê mùa. Hugh lại rất thích dáng vẻ tràn đầy sức sống díu ra díu dít của cô. Lúc này Lucia chú ý tới gốc cây to ở cách đó không xa, nói mình thường tới đây uống trà chiều thư giãn, nếu có một lần ở đây có khi cũng không tồi đâu. Đợi Lucia phản ứng lại mình vừa nói gì thì mặt đã đỏ bừng lên sắp nhỏ ra máu. Hugh tất nhiên phản ứng còn nhanh hơn, tóm lấy tay cô, mở miệng lên gần như cảnh cáo, em mà không thành thật nói không chừng thực sự sẽ làm một lần ở đây luôn đó. Tiếp theo đó hắn ôm chặt lấy eo cô, nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống. Hắn ta vốn không muốn kết hôn, cũng không có ý định yêu bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ muốn làm lãng tử đi qua vạn bụi hoa không dính lá. Nhưng rồi một ngày, cô thỏ trắng này xông vào thế giới của hắn, đề nghị ký hiệp ước hôn nhân. Hugh ôm thái độ chơi đùa đáp ứng Lucia, vậy nhưng sau khi cưới mùi vị của cô khiến hắn nghiện rồi, bây giờ không có chút tự chủ nào trước cô. Một ngày không gặp là muốn thân mật, vợ yêu nhớ nhung cả ngày bây giờ ở trước mặt. Hugh tựa ở cửa lặng lẽ ngắm cô, tâm trạng phiền não dần bình yên trở lại. Lucia nhìn thấy Hugh về thì vui vẻ như một chú thỏ, chạy như bay vào vòng ôm của hắn. Hugh lập tức xuân tâm nhộn nhạo, không nhịn được cúi đầu xuống hôn. Có điều một cái hôn không đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa. Đang chuẩn bị sát tới gần làm việc tạo người thì nhìn thấy hoa hồng, Hugh sợ hết hồn. Hắn không nhớ đã nghe qua ở đâu một câu, nếu người muốn chia tay hãy tặng ta một đóa hoa hồng vàng. Hóa ra là chính vào hôm ký hiệp ước cô đã nói nếu công tước tặng ta hoa hồng vàng vậy thì có nghĩa là chia tay. Hugh lập tức ôm Lucia rời khỏi căn phòng này, nhưng cái tên Jerome kia lại tặng tới cả một tầng lầu đầy hoa, đi tới đâu cũng thấy hoa hồng. Hugh cẩn thận dò xét tứ phía, may mà không có hoa hồng vàng. Bấy giờ trái tim căng thẳng mới thả lỏng, hắn ôm vợ yêu ngồi lên trên bàn, vùi đầu vào hõm cổ cô. Thích hoa tới vậy sao? So với hoa thì là ta càng vui hơn vì ngài tặng quà. Thấy vợ cười vui vẻ như vậy, xem ra cô dường như chỉ coi quà là quà đơn giản mà thôi. Nhưng Hugh không dám hỏi tiếp, nhớ tới trong điều khoản hiệp ước bên trong hắn có đặt ra một điều, tuyệt đối không được yêu hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn tự cho mình một cái tát, thầm mắng mình đúng là vẽ rắn thêm chân ngu chết đi được. Nghĩ tới vợ sẽ không yêu mình, Hugh nhất thời thở dài bất lực không biết phải làm sao. Chưa bao giờ hối hận về điều khoản kia như vậy. Có điều cũng may mà không có điều khoản ly hôn, nguy cơ tạm thời được giải trừ. Hugh liền tiếp tục ý đồ xấu ban nãy. Vợ à, ta tặng em quà, em thưởng gì cho ta nào? Lucia bất mãn thầm nghĩ ngài nói thế, không chột dạ à, hoa cũng có phải ngài tặng đâu. Có điều không vạch trần hắn, ngài muốn gì, nếu ta nói ra yêu cầu gì cũng được sao? Nếu nằm trong phạm vi năng lực của ta thì đều được. Hugh liền ghé sát vào tai Lucia thì thầm nói gì đó. Lucia nhất thời mặt liền đỏ bừng lên, đừng hòng. Người ta có 50 sắc thái, vợ chồng nhà này chắc phải 51. Hugh đã chơi là chơi đúng kiểu kích thích, thân mật trên thuyền ở ngoài hoa viên, rồi bây giờ là muốn ở ban công luôn. Nhưng Lucia lớn tiếng kháng cự, không được sao? Hugh ủy khuất đáng thương nhìn vợ, hắn thực sự quá muốn vui vẻ ở đây một lần, đúng là đàn ông chiều quá hóa lưu manh. Cho dù Hugh có bày ra mỹ nam kế thì Lucia cũng quyết không đồng ý. Không được, sắp đến bữa tối rồi, nếu để người hầu nhìn thấy thì mất mặt chết mất. Hugh nói dối không chớp mắt lừa gạt Lucia, nói ta sẽ kết thúc nhanh thôi, ta còn lâu mới tin, lần nào cũng nói thêm lần này nữa thôi, hoặc là đây là lần cuối cùng. Nhưng kết quả là cứ trời gần sáng mới dừng lại. Vợ yêu xem ra đã bất mãn lâu rồi mới nói trơn tru thế này, từ bao giờ hắn lại mất độ tín nhiệm thế này chứ. Hugh biểu thị bất mãn với lời tố cáo của cô, vươn tay ra dễ dàng lật người cô quay về phía mình. Nháy mắt Lucia đã ở tư thế ngồi quỳ đối diện hắn, tư thế này quá mức xấu hổ, thân thể kề sát nhau khiến Lucia đỏ bừng mặt. Vạn nhất có người vào thì làm sao? Hóa ra em lo lắng cái này sao? Quản gia sẽ không hồ đồ vậy đâu, ấy chúng ta không đi ra ắt sẽ không cho người hầu vào. Nói rồi hắn áp mặt vào ngực cô. Lucia bị dọa ngây người, không biết phải làm sao. Vốn dĩ định muốn em ở hoa viên, nhưng nghĩ tới thời tiết không tốt, ở hoa viên sợ sẽ có côn trùng, sợ như lần trước sẽ dọa em sợ ngất đi mất thì hỏng việc. Hôm đó không biết có phải vì côn trùng không hay là vì tư thế đó. Im miệng, Lucia nổi giận giơ ngón tay lên, cô lúc này chỉ muốn đánh người, nếu ngài còn nói thêm câu nào nữa ta sẽ cắn đó. Hugh không kìm được bật cười thành tiếng,
hai tay cũng không dừng lại liên tục chơi đùa. Tuân lệnh vợ đại nhân. Chưa đợi Lucia phản ứng lại kịp thời thì đã bị Hugh cố định lên trên bàn ăn. Con miệng thế này đúng là muốn mạng hắn đây mà. Hugh trong lòng thầm cười, hoa hồng sao, chẳng là gì hết, vĩnh viễn không tặng hoa hồng thì sao, mà tặng thì sao chứ, dù sao cô gái này cũng là của ta. Dù bị thương, Lucia cũng không dám khóc, càng không dám tìm bác sĩ, bởi cô bị gọi là công chúa xấu nhất hoàng cung. Thị nữ thấy cô đáng thương thì dùng lá ngải đắp cầm máu cho cô. Lucia còn nhỏ không biết loại lá ấy tác dụng phụ rất lớn, cứ cho rằng bị chảy máu thì dùng nó là được. Cho tới một hôm tỉnh dậy thì thấy trên giường có vết máu lớn. Lucia sợ hãi tột độ, không ai nói cho cô biết đây là gì. Lucia đi tìm thị nữ, thị nữ lạnh lùng liếc qua chỗ cô, bất kiên nhẫn đem ga giường đi, cũng không nói cho Lucia đó là gì. Lucia cho rằng mình sắp chết nên mới chảy nhiều máu như vậy. Cô chợt nghĩ tới lá ngải ba lá kia, loại lá đó rất dễ tìm, đầy ngoài sân viện để cầm máu. Lucia hoảng loạn vơ cả nắm nhét vào miệng, thần kỳ là cô lại cầm được máu lại thật. Kể từ đó mỗi tháng đến kỳ sinh lý, Lucia đều sẽ ăn loại lá đó, nhưng ăn được nửa năm, nguyệt sự liền không đến nữa. Lucia lại không hề lo lắng, bởi khi đó cô bị bán cho một tên bá tước biến thái. Vì thế cô cảm thấy may mắn vì mình sẽ không thể mang thai, sẽ không cần sinh con cho hắn, nhưng bá tước không có năng lực đó. Lucia lại càng thảm hơn, mỗi đêm sống trong đòn roi, đợi cuộc hôn nhân thất bại này kết thúc, Lucia mới nghĩ nếu cô gặp được người mình yêu, đối phương muốn có con vậy phải làm sao? Vì thế cô bắt đầu đi chữa trị, đáng tiếc không một ai có thể chữa cho cô. Mỗi lần họ nghe thấy cô đã ăn loại lá ngải ba lá, đều cảm thấy cô đã làm chuyện ngu ngốc. Có một khoảng thời gian, Lucia đã muốn từ bỏ luôn, nhưng trong thôn lúc đó lại có thần y xuất hiện. Cô ôm chút hy vọng cuối cùng đi tìm thần y. Thần y biết được cô ăn lá ngải ba lá kia thì không giống người khác mắng cô ngốc, mà đưa cho cô bí kíp độc môn để dùng. Nghĩ tới thứ này chân quý tới vậy, Lucia hơi do dự, nhưng đối phương không để tâm, chỉ biểu thị mình đằng nào cũng không dùng. Nghe giọng nói già nua của thần y, Lucia nghe thấy nỗi bi thương trong đó. Trước khi đi, thần y nói với cô, lá ngải ba lá không phải lá độc, sau khi dùng ngược lại có thể thanh lọc cơ thể mình. Đây chính là nguyên nhân tại sao cô nói với Hugh là mình không thể mang thai. Vì sau khi mơ về kiếp trước, Lucia cho rằng mình vẫn sẽ bị bán đi cho người ta, nên để phòng ngừa gặp phải loại biến thái, cô tiếp tục dùng lá ngải ba lá. Nhưng không ngờ cô lại gả cho Hugh. Lúc ký hiệp định hôn nhân, cô nghĩ lúc mà ly hôn, không có con sẽ càng tốt. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Hugh, dường như không muốn ly hôn. Hugh đối với cô vô cùng tốt, cô lại tham lam, muốn có một em bé xinh xắn. Bởi cô đã có bí kíp của thần y, nên muốn mang thai lúc nào cũng được. Có điều nghĩ tới Hugh nhắc qua không muốn có con, cô liền đau lòng nắm chặt bàn tay. Ban đầu không phải đã thỏa thuận, sao bây giờ lại hối hận chứ? Cô phải mở miệng nói thế nào với Hugh đây? Lucia trầm mặc nghĩ một lát, mới nhớ tới thần y ấy, hình như tên là Philip gì đó thì phải. Hugh càng ngày càng chiều vợ vô điều kiện. Đêm tân hôn, Lucia mệt suýt ngất, còn trẻ mà đã uống thuốc bổ. Bác sĩ gia đình kiến nghị sinh hoạt vợ chồng nên tiết chế, nhưng Hugh vừa nhìn thấy vợ yêu là sẽ không kìm chế được. Có điều vì sức khỏe của Lucia, hắn quyết định sẽ rời khỏi dinh thự vài ngày. Nhưng nhìn thấy vợ dùng ánh mắt trong veo ngấn lệ nhìn mình, đánh thương hỏi hắn định đi bao nhiêu ngày. Hugh còn chưa đi khỏi đã bắt đầu lưu luyến rồi, vốn định đi 10 ngày, nhưng lời tới miệng lại sửa thành 3-4 ngày, mấy ngày sẽ không được gặp hắn. Lucia có chút buồn bã, dường như bất chi bất giác cô đã quen ở bên hắn rồi. Nếu cô nói muốn hắn về sớm, liệu hắn có mất kiên nhẫn không? Ngày kia là ngày tiệc trà hội của em, lần này ta có chuẩn bị quà. Món quà bất ngờ khiến Lucia tim đập thình thịch. Ta có thể hỏi là quà gì không? Dây chuyền, Hugh trả lời ngay, dễ dàng nói ra cho cô biết như vậy thì còn gì niềm vui bất ngờ nữa trời. Lucia liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi, thở dài nằm bò lên ngực của chồng. Em không thích đá quý sao? Có ai lại không thích đá quý chứ? Vậy thì tốt. Hugh bị dọa giật mình, vừa rồi nhìn biểu cảm thất vọng của vợ, còn cho rằng cô sẽ không thích quà. Mấy ngày ta không ở nhà, em có kế hoạch gì đặc biệt không? Lucia nghĩ ngợi một lúc lâu, dường như cũng không có chỗ nào để đi. Đừng vì ta không ở nhà mà chạy linh tinh nhé, ngoan ngoãn ở nhà đó. Chạy khắp nơi, Lucia kinh hô thành tiếng. Cô chạy linh tinh khắp nơi khi nào chứ? Ý của ta là em ngoan ngoãn chút sống ngày thường ấy, đặc biệt không được ra khỏi dinh thự. Lucia cực kỳ tò mò, tại sao Hugh lại không cho cô ra ngoài? Ít nhất cũng phải cho cô một lý do chứ. Đó là bởi vì Hugh nhớ tới Philip không biết ông già ấy liệu có nhân lúc hắn không ở nhà xúi giục vợ hắn tìm tình nhân cho hắn không. Thực ra là ta không hy vọng lúc ta không có nhà, em đi ra khỏi lãnh địa của ta. Lúc ta không ở đây thì nữ chủ nhân nên ở nhà chứ. Đợi cả nửa ngày, cuối cùng thấy vợ cũng nở nụ cười, Hugh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy tin rồi, còn có điều gì muốn nói với ta không? Hugh cười nhẹ cúi đầu xuống, nâng gương mặt của cô lên, sau đó dịu dàng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn. Vợ yêu của hắn quá đẹp rồi, dáng vẻ ngây thơ ấy khiến hắn càng muốn lừa gạt. Hắn đã bắt đầu lo mấy ngày không gặp cô sẽ càng không muốn rời khỏi cô nữa. Nhưng Hugh không ngờ được rằng chân trước hắn vừa đi, chân sau Philip đã tới dinh thự gặp Lucia rồi. Công tước chỉ dùng thời gian 2 tháng đã dạy vợ cái gì là niềm vui. Đến nay Lucia đã 2 tháng không rụng râu, thị nữ cho rằng phu nhân mang thai rồi, vô cùng mong đợi hỏi cô có cần mời bác sĩ khám không. Lucia nhíu mày không đáp lại. Đối diện sự truy hỏi dai dẳng của người hầu, cô hiếm thấy sắc mặt thay đổi lớn. Cơ thể của ta biết rõ, việc này căn bản không thể nào. Người hầu lập tức sợ đến nỗi không dám nói chuyện. Cô không hiểu, phu nhân mang thai không nên là chuyện vui vẻ sao? Người hầu không yên tâm, nói với Jerome chuyện Lucia có khả năng mang thai.
Người hầu chột dạ né tránh ánh mắt của Lucia. Ta không có vấn đề gì. Nếu không tin có thể tìm công thức nghiệm chứng. Jerome im lặng chốc lát, vẫn muốn gặng hỏi đến cùng. Lucia nhiều lần thanh minh mình không mang thai, nhưng có người không thông qua sự đồng ý của ta liền chạy đến đây tố cáo. Ta không hy vọng có người ở bên cạnh ta giám sát ta. Hôm nay hãy để cô ta đi nhé. Jerome xin lỗi cúi thấp người. Anh luôn cho rằng phu nhân là một người dịu dàng, hiền lành. Không ngờ cũng có một trái tim tuyệt tình. Điểm này trái lại có chút giống với công tước. Hai người thật là trời sinh một cặp. Trong nháy mắt liền sắp đến tiệc trà. Công tước Taran đang phiền não vì tiệc trà tặng quà gì. Anh lười biếng tựa trên ghế, nghĩ kỹ còn chưa tặng quà cho ai. Có điều nếu là vợ, anh sẽ dồn hết tâm trí lựa chọn cẩn thận. Vừa nghĩ đến Lucia sau khi nhận được quà lộ ra biểu cảm vui vẻ. Công tước Taran cũng không nhịn được nhếch miệng. Nhưng công tước Taran vẫn là không biết phải tặng gì. Cô gái qua lại trước kia đều là tặng đá quý, nhưng cảm giác Lucia hình như không thích những cái này. Nhìn dáng vẻ công tước Taran mày trao mặt ủ, lựa chọn quà cho phu nhân. Jerome vui vẻ cười. Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên, là bác sĩ Philip biến mất đã lâu. Ánh mắt công tước Taran lập tức trở nên thâm hiểm, bởi vì gia tộc Taran có một bí mật không ai biết. Vì bảo tồn huyết thống của gia tộc, vẫn luôn là kết hôn cận huyết, mà người biết bí mật này đều bị công tước Taran giết rồi. Ngoài Philip trước mắt ra, bởi vì ông từng cứu mạng anh trai công tước Taran, Philip cho rằng công tước Taran nên bỏ vợ lấy em gái của mình. Nhưng ông không biết công tước Taran là người cuồng vợ. Anh tức giận cảnh cáo bảo ông tránh xa Lucia ra. Nếu ta nhìn thấy ông ở bên cạnh vợ ta, ta sẽ xé xác ông. Philip tuyệt đối không ngờ rằng anh có thể yêu một cô gái như vậy, chỉ có thể im lặng bỏ đi. Công tước Taran càng ngày càng nghiện vợ. Anh không lúc này không dính lấy cơ thể của vợ, một ngày không gặp liền muốn gần gũi. Hôm nay chính là tiệc trà của Lucia, nhưng công tước Taran lại quên tặng quà cho vợ. May mắn quản gia thông minh đã giúp anh tặng hoa tươi đầy ắp cả căn phòng. Tiệc trà lập tức biến thành một biển hoa tươi. Lucia vô cùng bất ngờ, sổ hổ mặt hơi ửng đỏ. Các phu nhân có mặt đều tràn ngập ánh mắt ngưỡng mộ. Công tước có lời gì muốn nói với ta không? Jerome không hề cảm thấy hốt hoảng với câu hỏi của cô. Ngài ấy hy vọng cô có thể chơi vui vẻ. Lucia trên mặt lộ ra nụ cười. Thay ta nói với công tước, cảm ơn quà của ngài ấy. Công tước Taran bận rộn một ngày tới sân thượng, nhìn thấy bà xã mình nhớ một ngày ở ngay trước mắt, tâm trạng bực dọc của anh sẽ liền trở nên rất bình tĩnh. Nhưng anh rất sám hối không đích thân tặng quà Lucia. Nhưng cô nhìn thấy anh quay lại, kích động nhào vào lòng anh. Xuân tình của công tước Taran bị va cho lay động. Anh ôm chặt lấy Lucia, ngửi mùi hương của cô. Hôm nay chơi vui vẻ không? Rất vui, cảm ơn quà của chàng. Công tước Taran cúi đầu nhìn xuống Lucia, nhẹ nhàng hôn. Anh còn muốn càng nhiều. Vào lúc anh muốn làm một trận đại chiến, hoa hồng trên bàn dọa anh hết hồn. Điều này khiến anh nhớ tới ngày ký kết khế ước. Một khi công tước Taran tặng hoa hồng vàng, thì đại biểu muốn chia tay. Anh ôm vợ muốn thoát khỏi phòng hội nghị, nhưng Jerome cái tên gian manh này đã tặng hoa cả một tầng lầu. Công tước Taran nhìn xung quanh, vẫn may không có hoa hồng vàng. Lúc này anh rất hối hận lúc đầu vì sao muốn đáp ứng những yêu cầu này. Anh ôm Lucia ngồi trên bàn, thích hoa như vậy sao? So với hoa, ta càng vui chàng tặng quà cho ta. Lucia cười rất vui vẻ. Nguy cơ tạm thời giải trừ, công tước Taran liền muốn làm chuyện xấu. Bà xã ta tặng quà cho nàng, nàng cho ta phần thưởng gì? Lucia bị mặt dày của anh làm kinh ngạc. Lương tâm của chàng sẽ không đau sao? Hoa rõ ràng không phải chàng tặng, chỉ là không vạch trần chàng thôi. Nhưng vẫn là bất lực hỏi công tước Taran muốn gì. Nhưng anh đột nhiên ở bên tai cô nói thì thầm. Lucia nghe xong mặt lập tức đỏ bừng. Đương nhiên không được, lập tức sắp ăn cơm rồi. Nhưng công tước không hề chịu để yên, ta sẽ kết thúc trước lúc đó. Công tước Taran muốn dụ dỗ Lucia đến ban công thân mật. Điều này dọa Lucia mặt đỏ tía tai. Công tước Taran tủi thân nhìn vợ, không được sao, anh thật sự rất muốn thử ở ban công vui vẻ một lần. Lại bị cô vợ đáng yêu từ chối. Không được, lập tức sắp đến thời gian ăn tối rồi. Công tước Taran khẽ hôn cổ Lucia, ta sẽ kết thúc trước lúc đó. Ta không tin chàng, mỗi lần chàng đều sẽ nói sẽ rất nhanh, nhưng đều là kết thúc lúc mặt trời lên cao. Bà xã dễ dàng nói ra lời kiểu này như thế. Ta lúc nào trở nên không đáng tín nhiệm như thế? Công tước Taran có chút không đợi được, một cú xoay người hoa lệ nhấc Lucia lên, ôm cô trên đùi của mình. Tư thế này không nghi ngờ gì là chất xúc tác vui vẻ. Lucia bị ánh mắt nóng bỏng công tước Taran nhìn cho sắc mặt đỏ ửng. Ngộ nhỡ có người tới thì phải làm sao? Hóa ra nàng là lo lắng cái này à? Quản gia sẽ không mắt mù như thế đâu. Thấy chúng ta không ra ngoài, đương nhiên sẽ không để người ngoài đi vào. Nói xong thỏa mãn cọ vào cổ của Lucia, cô trực tiếp sợ ngẩn cả người. Câu hỏi của chàng chỉ là tính tượng trưng sao? Vốn muốn ở hoa viên, nhưng nghĩ đến thời tiết hiện giờ, trong hoa viên chắc sẽ có côn trùng, nếu giống lần trước nàng sợ ngất xỉu thì khó làm rồi. Lucia xấu hổ và giận dữ muốn chết, chàng không được phép nói chuyện nữa, cô bây giờ rất muốn đánh người. Công tước Taran khóe miệng hơi nhếch lên, anh nhân lúc bà xã không chú ý, mạnh mẽ giữ chặt tay của cô. Lucia không che được vẻ mặt đỏ tím, ai xem rồi không phải quyến rũ đến đòi mạng, hoa hồng có là gì, vĩnh viễn không tặng hoa hồng có thể thế nào, đã tặng thì lại thế nào. Tóm lại, cô gái này là của ta. Vận động đốt mỡ cao độ ngày đêm khiến cơ thể Lucia không chịu nổi, đặc biệt mời bác sĩ tới kiểm tra có phải mang thai không. Bác sĩ đầy vẻ nghiêm túc, cơ thể người dù sao không phải làm bằng sắt thép, bất cứ việc gì đều phải lượng sức mà làm, phương diện đó đương nhiên cũng thế. Lucia ngượng ngùng muốn khoan cái lỗ trên sàn nhà, quản gia Jerome bên cạnh cũng xấu hổ quay đầu. Bác sĩ cảm thấy Lucia nhất định rất vất vả,
tuổi trẻ liền muốn uống thuốc bổ. Lucia lúc này đã vô cùng xấu hổ, cô nắm chặt hai tay hét to, ta thích chàng ấy mỗi ngày tới phòng ngủ của ta. Mắt của nữ bác sĩ lập tức trợn tròn giống bánh xe. Jerome cũng bị kinh ngạc đến hoa mắt, không ngờ phu nhân lại dám nói ra lời này. Sau khi Lucia nói xong mới cảm thấy mất mặt, lời kiểu này mình làm sao lại nói ra. Sau đó bác sĩ bình tĩnh dặn dò Jerome, chuyện này nhất thiết phải nói với công tước Taran, tần suất tốt nhất là 5 ngày nghỉ ngơi một lần. Jerome chỉ đành đáp ứng, tới văn phòng làm việc của công tước Taran. Còn không đợi anh mở miệng, công tước Taran lại đề xuất sau này đừng để anh nhìn thấy hoa hồng nữa. Hôm qua hoa ở ban công dọa anh hết hồn, chỉ lo hiện ra một bông hoa hồng vàng. Nói tới hoa hồng, lại khiến Jerome nhớ trước kia phu nhân hỏi anh, vì sao bá tước phu nhân Lucy không nhận được hoa hồng vàng. Công tước Taran lập tức đen mặt, Jerome lại trả lời phu nhân là vì công tước không hạ chỉ thị. Nghe thế công tước Taran nổi giận đùng đùng, sao ngươi có thể trả lời nàng ấy như thế hả? Lập tức đưa hoa hồng vàng qua, giọt mồ hôi hạt đậu từ trên mặt Jerome chảy ra, nhưng anh vẫn có một chuyện muốn nói. Công tước Taran thiếu kiên nhẫn vào đầu, bác sĩ phụ trách bảo tôi chuyển lời với ngài, hy vọng ngài khắc chế một chút, đừng thường xuyên đi phòng ngủ của phu nhân. Điều này khiến công tước Taran có chút không hiểu, vì sao bà ta muốn quản lý chuyện này, nói là vì lo cho sức khỏe của Lucia. Công tước Taran có chút bất lực, không ngờ nàng ấy nhỏ nhắn yếu đuối như thế, mình lại ngày đêm giày vò một tháng, xem ra thật sự khiến nàng ấy có chút không chịu nổi. Nhưng cứ 5 ngày nghỉ ngơi một lần, thật là rất phiền muộn.